Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Ngọc Thành Official. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách mua một chiếc iPhone iPad cũ trên trang web app của Apple Store Nhật Bản. Chắc hẳn nhiều bạn đã, đang và sẽ làm việc tại Nhật Bản sẽ quan tâm những sản phẩm cũ của Apple, ví dụ như iPhone, iPad, Apple Watch, MacBook, và băn khoăn không biết mua ở đâu để đảm bảo chất lượng bảo hành uy tín. Nhiều bạn lựa chọn mua ở cửa hàng đồ cũ bên Nhật hoặc chọn mua tại những shop bán đồ điện thoại cũ mới của người Việt Nam trên mạng. Nhưng việc mua bán hàng trên mạng này tiềm ẩn nhiều rủi ro. Mình không nói tất cả những cửa hàng đều xấu, nhưng cũng sẽ có những trường hợp mà các bạn sẽ gặp phải rủi ro và người chịu thiệt thường là các bạn. Ví dụ trả tiền thật nhưng mua đồ giả, đồ không chính hãng, điện thoại đã được thay thế linh kiện không phải là điều hiếm gặp, nhiều khi còn dính vào các vụ lừa đảo mà mất tiền nhưng không nhận được hàng. Vậy tại sao các bạn không tự mình mua, tự thanh toán một cho mình một chiếc iPhone iPad trên trang chủ Apple Store? Ưu điểm: hàng hóa đảm bảo chất lượng uy tín, chế độ bảo hành hậu mãi đảm bảo tiêu chuẩn, linh kiện chuẩn hãng 100%, ngoại hình đẹp gần như mới mà giá cả lại rẻ hơn nhiều, không mất thời gian đi lại mua bán. Nào, hãy cùng bắt đầu với mình nhé. Đầu tiên các bạn vào trang chủ của Apple là apple.com.jp, kéo xuống dưới, chọn vào mục Ningte Sebi Sumi Sehin, mình có để như trên màn hình đây. Các bạn kích vào. Sau khi vào trong này thì cái phần đồ cũ có rất nhiều sản phẩm đồ cũ, ví dụ là MacBook này, iPad, iPhone, Apple Watch. Đấy. Hôm nay mình mua một chiếc Apple iPad thì mình chọn iPad. Tiếp đến là chọn những cái sản phẩm mà bạn muốn mua. Đó, rất nhiều sản phẩm đồ cũ nhá. Hôm nay mình muốn mua chiếc iPad Air. iPad Air thế hệ thứ tư nhá. Mình chọn mua thế hệ thứ tư 64GB, bản 64GB thì giá của nó là 69.800 yên. Kích chọn. Rồi, thì các bạn chọn. Chọn kiểu mà bạn cái loại mà các bạn muốn nhá. Màu sắc này, chủng loại này. Nếu mà 256 thì có giá 10 man 2 sen 800 yên. Mình chọn đấy thôi, mình chọn chỉ loại wifi không thôi. Bản 64GB thôi. 6 man 9 800 yên ạ. Cái cửa hàng đấy, đây là những cái thông số kỹ thuật của máy nhá. Chiếc máy này sản xuất năm 2020 đấy. Máy sản xuất năm 2020. Nếu mà bản 256GB thì sẽ có giá là 87 sen 800 yên nhé. Ấn vào bắc cự ní chưa cả. Thả tiếp, ấn vào bắc cự ní chưa cả nhé các bạn nhé. Đó, đây là thông tin, thông số và giá tiền của chiếc máy. Các bạn có quyền trả góp nhé, trả góp trong vòng 24 lần, mỗi lần là 3 sen 600,
Đấy, ví dụ mà muốn mua thêm cái sản phẩm Apple Care for iPad Air thì là mất 1 man nữa, thêm 1 man 800 yên nữa. Nhưng mà mình thì mình không cần chọn như vậy. Mình không cần chọn. Đấy, sản phẩm mà mua trên Apple Store thì về rất nhanh nhá. Đấy, cứ được gửi cái sản phẩm này được gửi từ Osaka nhá. Về cái địa chỉ của mình. Thường là hôm nay mình đặt thì là ngày mai là sẽ về ngay. Nhiều khi cái sản phẩm đồ cũ mà các bạn tìm ở trên Apple Store, một phần đồ cũ nó không có thì các bạn đừng có sốt ruột nhé. Vài ngày sau các bạn quay lại nhiều khi lại có. Đấy, các bạn đăng nhập vào tài khoản Apple Store của các bạn, chọn lịch trình, chọn cái ngày các bạn muốn nhận, giờ. Tiếp đến, chọn vào hai xô sạc kỳ dư sổ lý sư sư mự. Đấy. Thì các bạn thêm cái địa chỉ mới các bạn vào Atarashi Jūsō Ochikaru nhé. Đấy, các bạn lần lượt điểm thêm địa chỉ mới vào và ấn vào đến cái bước thanh toán ạ. Thì thanh toán thì có các cái hình thức thanh toán như thẻ credit này, trả góp qua Orico này, chuyển khoản ngân hàng này, trả trước qua Combini này, Daibiki này. Daibiki là nhận hàng trả tiền này, nhưng mà nếu mà trả Daibiki thì các bạn sẽ mất thêm một khoản phí là 550 yên nhé. Ở đây thì mình có thẻ credit nên là mình sẽ thanh toán bằng thẻ credit. Mình thanh toán bằng thẻ credit. Đó, các bạn nhập số thẻ này, hạn thẻ và số CVC nhé. Đấy, cái mã thanh toán của mình hôm nay là mình mua 64GB bản 64GB iPad Air nhé. Đấy. Có hai hình thức nhé, các bạn có thể gửi về tận nhà hoặc các bạn tự các bạn đến những cái cửa hàng ủy quyền của Apple Store ở gần cái địa chỉ nhà các bạn ấy, các bạn lấy. Nhưng mà theo mình thì nên để người ta giao hàng về tận nhà đấy các bạn nhé. Đó. Rồi sau khi xong thì mình kích vào thanh toán xong thì mình sẽ nhận được một cái mail xác nhận là đã thanh toán. Và cái hàng này sẽ gửi về cho mình ngày 1 tháng 5 nhé. Đây là cái mail người ta gửi về xác nhận nhé. Đấy, trạng thái. Đây là trạng thái của cái gói hàng của các bạn. Các bạn có thể theo dõi cái gói hàng của bạn đang ở trạng thái nào nhé. Đây mình đặt cái iPad Air này cho bà chị mình. Đây là thành quả. Đấy. Đây là chiếc iPad Air thế hệ thứ 4. Đồ cũ. Đây các bạn này. Bóc siêu như nguyên siêu luôn. Đồ cũ nhưng như mới. Mình thì mình không hay mua đồ mới trên Apple Store, mà mình thường là lựa chọn hình thức mua đồ cũ ở trên Apple Store nhé. Thì hàng thì như mới mà giá thì lại rẻ hơn các bạn ạ. Đấy. Mình bật máy lên. Đấy. Bà chị mình thì mới qua Nhật thôi, đang đi theo diện thực tập sinh mới qua Nhật. Chị mua chiếc iPad Air này để phục vụ cho việc học tiếng Nhật. Nói chung là mua cái sản phẩm của Apple trên trang chủ Apple Store thì đảm bảo 100% là uy tín nhé. Có vấn đề gì tôi để bảo hành theo đúng cái chế độ bảo hành của Apple. Cảm ơn các bạn luôn đồng hành và ủng hộ kênh Ngọc Thanh Official. Nếu thấy hay và hữu ích, các bạn hãy ấn like, share cùng mình hướng tới mục tiêu 5K sắp nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.